Xin chào mọi người và chào các bạn đã quay trở lại với trận đầu của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người và các bạn bộ trần bê tông phòng khách được đắp phao chỉ và trang trí đèn led tròn phòng khách được với màu sơn hoàn chỉnh cực đẹp. Kính mời mọi người và các bạn hãy cùng theo dõi. Cảm ơn.